Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ạ. Hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cả nhà mình là 14 cây sứ thái ghép ha. Giá cây em bán hôm nay là từ 80.000 cho tới 150.000 một cây ạ. Mình có cây số 1 nè. Cây này ghép thần tài, hoa năm cánh màu đỏ. Đang ra hoa rực rỡ luôn nè. Củ này thì nhìn cơ bắp. Cây vô chậu C10 ha. Hành củ chậu C10 của bên em á là củ nó từ 55 cho tới 65 tùy theo cây ha. Cây ghép 7 bo, giá 140.000, thần tài. Rồi tiếp số 2. Số 2 là Đun Han, hoa 3 lớp màu vàng, cánh viền hồng. Giống này là hoa nhỏ, cánh nhọn ha. Cây Đun Han này tựa ra khá là dài luôn à. Tầm 1 găng rưỡi đến 2 găng tay em luôn. Cây được ghép 5 bo. Cây tựa dài thì ra bo nó, cái mặt ghép nó nè, rất là chắc khỏe, nó liền hẳn luôn. Hành củ nó là tầm khoảng gần 3 găng tay em vòng lại, giá 100.000. Tiếp số 3. Số 3 là Kim Lân. Một màu hoa này rất sáng màu nè. Trắng đỏ. Nó hoa nó vô nụ như vậy nè, nó nở rộ rất là thơm nha cả nhà. Giống này nó nở rộ thơm lắm, mình nhìn cái dàn nụ nó. Cái giống này khỏi phải nói là hoa nó rất xiên và xây hoa to nữa. Nụ ra nhìn mê mắt luôn. Củ thì bao đẹp luôn. Cây vô chậu C10 nha. Ghép 10 bo 140.000. Số 4. Số 4 là Hương Xuân, màu vàng. Đây, cái lô hàng này chưa Tết là khá là vừa luôn á. Rồi, cây Hương Xuân này vô chậu C10 luôn, 12 bo. 140.000 luôn. Số 5. Số 5 là Long Thành ạ. Long Thành, 3 lớp màu hồng. Cái Long Thành này nó cánh nó mới vừa nở ra, cái lớp cánh ngoài nó viền hơi tím tím á. Cây ghép 6 bo nha, 130.000. Số 6. 6 là Vân Huế 7, 2 lớp màu hồng. Trời mới vừa mưa, mới tạnh mưa. Út nha. Đây, Vân Huế 7 giống này là hoa rất là xiên luôn nè. Mình thấy cái dàn nụ nó ra nè. Cái củ Vân Huế 7 này là nhìn cơ bắp lắm ạ. 80.000 hen. Cây Vân Huế 7, 80.000 ghép 6 bo. Số 7 là Ruby, 5 cánh màu đỏ. Đây, hoa Ruby này. Cái giống Ruby này thường khi những cô chú và anh chị mà lên hàng cây lớn người ta rất là chuộng. Nó xiên hoa, cho hoa chùm rộ lắm. Đây, cây Ruby này. Cây này ghép 11 bo nha cả nhà. Giá 150.000. Đây, để trên vàng khó quay quá. Đây cái củ nó ha, 150.000. Ruby, hoa này 5 cánh hen. Rồi, em tiếp số 8. Số 8 là màu tím than, hoa kép. Đây, cây tím cũng đang vô nụ nè. Nụ đang nhôm lên khá nhiều. Cây ghép 6 bo, củ vô chậu C10. 130.000. Số 9. Số 9 là ghép 2 giống Long Thành 3 lớp màu đỏ và Minh Thi 12 3 lớp nền vàng cam cánh viền hồng có hương thơm. Hai màu này mà nó nở ra là nhìn cây mình xuất sắc luôn. Hai màu rất sáng nha. Cây 7 bo vô chậu C10 luôn, 130.000. Cây này cái củ to chặt chậu này luôn cả nhà. 130 nha. Hai màu. Rồi em tiếp số 10. Số 10 là Minh Hoàng 2 lớp màu vàng. Cái Minh Hoàng này thì mới chớm nụ à. Cây được ghép 4 bo giá 100.000. Chậu C10. Tiếp 11. 11 là ghép 2 giống. Cái dàn nụ trên đây là của Nguyệt Cát. Nền trắng gân đỏ có hương thơm. Và đây là Good Luck màu hồng. Mưa quá lớn luôn. Cái bông còn ướt nhem nó gục luôn. Trời, cây ghép 7 bo ha. Giá 100.000. Cây này chậu C10. Nó bị cái vệt cháy nắng nhẹ đây nè. Vệt này có hai ngón tay. Cái này cái củ mình lớn một thời gian nữa là nó sẽ bông cái này ra ha cả nhà. Củ này to lắm ạ. Củ này, cái hành củ nó là cỡ 62 trở lên luôn á. Nó bị cái vệt cháy nắng này em bán giá 100.000 ha. Cây này thì tựa dài nè. Rồi, tiếp 12. 12 là Nguyệt Cát nữa.
Đây, cây nguyệt cát này tựa dài, cây đang chấm nụ, củ thì già luôn nha, củ già, mắt ghép chắc nè, mắt ghép rất là chắc liền. Cái củ này thì nó đang lên vàng nhỏ nhỏ, mấy cái vệt nhỏ nè. Củ to, củ này có hành là có 62 trở lên. Cây ghép 4 bo, tựa dài. Cái mắt ghép nó, em đo thử cái tựa từ ngay mắt ghép lên là nó nằm tầm gan rưỡi đến 2 gan tay mình luôn nha. 140.000. Cái giống nguyệt cát này là có hương thơm nha cả nhà. Rồi 13. 13 là ghép hai màu nữa, Tân Thành 3 lớp đỏ và Phương Lâm vàng 3 lớp màu vàng. Cây này được ghép là 2, 4, 6, 8 bo. 8 bo cây vô chậu C10 luôn. Cây này là về mình sang qua chậu 4 hoặc 5 tấc. Rồi cây này là giá 140.000. 14. 14 là hồng thanh. Cây hồng thanh này tựa dài ha. Nó mới cho ra, nó thay đợt lá già nè. Trên đây là nó ra cái phần lá non khác, dưới đang ra nụ. Rồi cây hồng thanh này ghép 8 bo. Củ này là to luôn, vô chật cái chậu C10 luôn, bung chậu luôn rồi. Giá 130.000. Ghép 8 bo 130.000 hồng thanh. Rồi hôm nay giới thiệu cả nhà mình là 14 cây nha. Hàng em ship đi là 2 cây trở lên em mới gửi nha cả nhà. Hiện nay thì bên em gửi bằng 2 đường xe. Một là đi bưu điện, cây sẽ nhổ ra vũ sạch đất, đóng thùng đi bưu điện, hàng giao tận nhà cho mình luôn. Và cách thứ hai là đi xe, em sẽ gửi xe Tô Châu cho mình. Mà đi Tô Châu thì hàng đến nơi nó sẽ nhắn tin hoặc gọi điện mình ra trạm đó mình nhận cây ha. Còn cái Tô Châu mà giao tận nhà là chỉ khu vực miền Tây nó mới giao tận nhà, còn lên Sài Gòn thì nó không có giao tận nhà cho mình được, mình phải ra trạm đó mình nhận cây không à. Rồi cô chú và anh chị hãy, ai chưa bấm đăng ký kênh của em thì mình hãy bấm đăng ký á, để mình đón xem được những cái video mới của kênh em đăng lên giới thiệu với mình ạ. À, em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.